Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Hypo xin gửi đến quý vị sản phẩm đài niệm Phật năng lượng mặt trời hoa sen 20 bài, là sản phẩm mới được phát triển để phát các bài niệm Phật ngoài trời mà không cần sử dụng điện. Sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời để nạp cho pin tích điện bên trong đài và phát sóng liên tục qua ngày và đêm. Đặc điểm nổi bật của máy niệm Phật năng lượng mặt trời hoa sen, ưu điểm của máy niệm Phật năng lượng mặt trời hoa sen bao gồm không cần sạc pin hay cắm điện, chịu được mưa, nắng và gió, không thấm nước khi đặt đúng chiều thẳng đứng, âm thanh to rõ, trung thực và trong trẻo, hoạt động bền bỉ liên tục và có 20 bài niệm Phật cực hay khi trời không nắng. Máy niệm Phật có thể phát liên tục trong 2-3 ngày với mức âm lượng trung bình. Nếu có chút ánh sáng, máy sẽ được nạp điện để tiếp tục phát máy niệm Phật năng lượng mặt trời có mạch sạc và bảo vệ pin chất lượng cao, không lo bị kiệt pin. Pin của đài là pin Core xịn dung lượng 2000 mAh, chất lượng và độ bền khác biệt so với những đài năng lượng mặt trời rẻ tiền chỉ dùng pin dung lượng dưới 1000 mAh. Máy có hai chế độ nghe lặp lại một bài liên tục hoặc nghe liên tục từng bài theo danh sách và lặp lại toàn bộ danh sách. Người dùng có thể chọn bài yêu thích để nghe liên tục theo ý muốn. Máy được thiết kế gồm các thành phần sau: tấm pin năng lượng để chuyển đổi quang năng thành điện năng, phím nguồn để tắt mở máy, phím tăng giảm âm lượng, phím phát tiếp, chức năng lặp lại bài khi nhấn giữ phím tăng giảm âm lượng, loa, vi xử lý cao cấp thông minh giúp tiêu thụ năng lượng ít.